Xin chào tất cả mọi người, bên cạnh mình đây là bạn Khánh Vi, một reviewer mới của kênh Laptop Thịnh Vượng. Còn bên cạnh mình đây là anh Mạnh Linh, một reviewer game MC mà mọi người hay gặp đây. Và ngày hôm nay thì một chủ đề rất là mới ở trên kênh mình. Một video đầu tiên mà mình làm về cái chủ đề này đó chính là chủ đề hỏi đáp về laptop. Trong cái video này thì mình sẽ tập hợp tất cả những cái câu hỏi thắc mắc của các bạn người dùng trong thời gian qua để mình trả lời và đưa ra cái lời khuyên hữu ích dành cho các bạn. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Thịnh Vượng. Nếu như các bạn thấy chủ đề này hay và hữu ích thì có thể ấn like và subscribe chúng mình nhé. Ok, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ. Và video hôm nay mình sẽ là người hỏi, còn anh Mạnh Linh sẽ là người trả lời câu hỏi. Ok, thế thì bắt đầu thôi nhỉ. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Vani27. Cho mình hỏi nếu cổng kết nối mà cắm rút liên tục thì có ảnh hưởng gì không? Ok, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Câu hỏi này thì rất là hay, bởi vì là chúng ta hay thường xuyên phải sử dụng cái cổng kết nối và chúng ta phải cắm rút liên tục, đúng không nào? Thì mình xin trả lời câu hỏi này của bạn là không ảnh hưởng gì đâu nhá, bởi vì là người ta đã thiết kế ra cho mình để cắm rút liên tục mà, đó là cổng kết nối ngoài mà. Và nó sẽ có một cái vấn đề nho nhỏ như thế này thôi, là khi mà các bạn cắm rút nhiều quá ấy, thì nó sẽ bị dễ bị lỏng, thế thôi, chứ không có vấn đề gì đâu bạn nhé. Bạn ấy có hỏi thêm là cho mình hỏi nếu cắm vào ổ điện mà có công tắc thì khi sử dụng thì bật, khi không sử dụng thì tắt, và cứ ghim sạc khi không rút thì có ảnh hưởng gì không? Lú thế nhỉ? Ok, tóm lại câu hỏi của bạn là như thế này đúng không? Tức là mình có cái công tắc để bật tắt, và khi mình dùng thì mình bật công tắc, còn khi mình không dùng thì mình không bật công tắc. Ok, thì mình đã nắm rõ câu hỏi của bạn rồi, và mình xin trả lời là không có vấn đề gì cả, trừ trường hợp là cái ổ điện của nhà bạn ấy, nếu lỡ may nó có bị chập cháy ấy thì nó mới có vấn đề thôi, chứ còn không thì mình cắm như thế thì gần như là không xảy ra. Và trước giờ mình sử dụng ấy, cả chục năm nay, mấy chục năm nay chưa có trường hợp gì xảy ra cả. Ok, à bạn nhớ tắt máy trước khi tắt công tắc nhé. Câu hỏi tiếp theo của bạn Tuấn Lê 227 là máy mình đã sạc đầy 100% sau khi rút sạc khoảng 10 đến 30 giây thì máy tụt còn khoảng 73%. App bắt bệnh giúp mình dùng Dell XPS L421X ạ. Ok, câu hỏi này rất là hay này, và mình nghĩ rằng là rất nhiều bạn gặp phải cái tình trạng này, đặc biệt là các bạn đi mua máy cũ hoặc là chiếc máy của bạn đã sử dụng được vài năm rồi, đó chính là cái viên pin của bạn đang có vấn đề. Theo mình chẩn đoán là như thế. Nếu như các bạn sử dụng mà cắm một cái này, nó lên 100%, sau đó tụt đến 60-70%, thậm chí là có những chiếc máy nhá, nó sẽ sập nguồn luôn, thì lúc đấy là pin các bạn đã bị lỗi. Còn nếu không ấy thì cái trường hợp này nó ít xảy ra hơn, đó chính là cái củ sạc của các bạn đang bị lỗi. Thì các bạn có thể mang ra những cái cửa hàng gần nhất uy tín để các anh kỹ thuật, các anh test xem là do sạc hay do pin. Khả năng cao là do pin bạn nhé. Máy em ở nhà cũng hay như thế. Thế thì về nhà thay pin đi nhé. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Huỳnh An Khoa 19. MacBook có ngon hơn không Ad hay edit trên Windows ngon hơn? Với lại em nghe nhiều người nói edit video dùng máy chạm tốt hơn và bền hơn mà nhỉ? Ok, câu hỏi này của bạn thì có hai vế. Thứ nhất là edit video ở trên Mac có ngon hơn video hay không? Và thứ hai là edit video thì dùng máy chạm tốt hơn, đúng không? Thế thì cái vế thứ nhất là khi mà các bạn sử dụng laptop để edit video ấy, thì MacBook nó sẽ ngon hơn ở một vài khía cạnh. Thứ nhất là về cái hệ điều hành nó tối ưu hơn này. Thứ hai nữa là hầu hết tất cả những chiếc MacBook ấy thì sẽ có cái tấm nền màn hình nó đẹp hơn và cái độ chuẩn màu nó cao hơn. Thứ ba nữa là MacBook ấy, cái nhiệt độ của nó cũng sẽ không quá cao giống như những chiếc laptop Windows, nó cùng phân khúc và cùng cân nặng. Còn nếu mà để trả lời là nó có ngon hơn hay không ấy, thì mình xin trả lời rằng là không, bởi vì là các bạn sẽ tìm thấy được những chiếc laptop giống như Alienware này hay là những chiếc Legion này, nó có cái bộ tản nhiệt rất tốt và nó với cân nặng nó cao, cái độ dày nó lớn, vậy nên cái quạt tản nhiệt nó lớn này. Thứ hai nữa là nó có card đồ họa rời 8GB, thậm chí là 12GB, cái điều mà ở trên MacBook nó không có. Và khi mà sử dụng những chiếc laptop Windows như vậy để edit ấy, thì cái hiệu năng của nó cho ra nó sẽ tốt hơn MacBook nếu như cùng giá tiền từ 40 đến 50 triệu, mình nghĩ là như vậy. Rồi đến cái vế thứ hai câu hỏi, nó chính là với là em nghe nhiều người nói edit video dùng máy chạm tốt và bền hơn mà nhỉ,
Thì cái câu hỏi này thì mình xin trả lời rằng là nó sẽ đúng 50%. Tốt hơn thì chưa chắc, bởi vì là sẽ có những cái mẫu máy chạm nó đời sâu quá ấy, thì mình đánh giá nó không cao nữa. Còn với những cái mẫu máy chạm đời mới ấy, thì nó vẫn rất là tốt. Và bên cạnh đó thì cái độ bền ấy, độ bền thì chắc chắn rằng là máy chạm nó sẽ bền hơn rất nhiều so với những cái dòng máy khác. Và bởi vì sao? Bởi vì những cái dòng máy để edit video khi mà anh em sử dụng MacBook ấy thì cái quạt tản nhiệt nó bé, và đôi khi mình sử dụng mình có lỡ bị va đập cái thứ ấy thì hỏng hóc, nó linh kiện nó cũng thay đắt này, với đôi khi nó rất dễ hỏng bởi bản thân mình cũng đã làm hỏng rồi. Còn về những chiếc laptop gaming ấy thì nó sẽ có một cái nhược điểm, đó chính là bởi vì cái cấu hình nó khỏe như vậy và mặc dù cái quạt nó to nhưng mà nhiệt độ nó vẫn không thể tối ưu được triệt để, và gặp rất nhiều những trường hợp là những con Legion này, những con Alienware này nó chết chip, thậm chí là nó chết cạc bạn nhá. Nghe có vẻ hơi cao siêu quá nhỉ. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Cúc Nguyễn. Anh ơi, nếu edit video 4K trên 20 phút nên mua máy nào của Kindle ngon ạ? Giá tầm dưới 30 triệu ạ. Ok, edit video thì cũng là cái chủ đề mà mình đã lên video để giới thiệu đến các bạn một vài mẫu máy rồi. Trong cái tầm giá 15 đến 20 triệu thì chúng ta cũng sẽ có lựa chọn, và trong cái tầm giá của bạn là dưới 30 triệu thì lựa chọn nó sẽ xông xênh một chút. Với cái yêu cầu của bạn là edit video khoảng trên dưới 20 phút 4K đúng không? Thì có cái option đó là Legion 5 phiên bản 2023, hoặc là chúng ta có thể sắm cái MLQ, cái phiên bản là card đồ họa rời RTX 4060 với i5 thế hệ thứ 13, thì sẽ là hai cái sự lựa chọn tốt nhất trong phân khúc dưới 30 triệu bạn nhé. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại laptop Thịnh Vượng nhé. Rồi, bây giờ chúng ta đến câu hỏi tiếp theo của bạn Chi Linh 7349. Con này chơi FIFA Online 4 ngon không áp? Đeo 7559 i7 6700HQ. Cái cấu hình này thì mình cũng đã test game cho anh em rồi. Và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, bạn có thể tìm lại cái video mình đã lên từ trước. Thì cái con Dell 7559 này mặc dù nhá, nó không còn mới ở thời điểm hiện tại nữa, nhưng mà mình vẫn luôn đánh giá cao ở trong cái phân khúc dưới 10 triệu của nhà Dell. Vẫn còn một con máy nó bán gaming và nó chơi tốt cái tựa game FIFA Online 4. Ngoài ra thì mình cũng đã test thử cái tựa game PUBG Mobile, một cái tựa game mà nó hơi lỡ cỡ một chút. Mặc dù như thế nhá, nó vẫn đủ đáp ứng được FPS rơi khoảng trên dưới 60 để anh em chơi với cái mức đồ họa sitting cơ bản. Ai đang chơi FIFA các bạn với em nhá, em cũng đang chơi đấy. Nhưng mà chơi FIFA trên điện thoại mà, làm sao chơi được trên laptop? Ơ thế ạ? Không. Không biết là gì. Có lần đầu mà, lần đầu cũng như lần cuối. Rồi ok, tiếp tục nào. Câu hỏi tiếp theo của bạn Quang Trường Nguyễn. Em học xây dựng, dùng con này 5 năm nữa có ổn không anh? Dell 5520. Con Dell Prism 5520 này thì nó sẽ là con chip 8850H và nó ra đời khoảng năm 2018-2019. Vậy thì đối với cái chuyên ngành của bạn mà bạn học 5 năm thì mình nghĩ rằng là nó sẽ không đủ đáp ứng được cái nhu cầu của bạn nữa. Bởi vì con chip này mặc dù ở thời điểm hiện tại, nếu như các bạn dùng 2-3 năm nhé, với những cái đồ họa cơ bản 2D thôi ý, thì nó vẫn hoàn toàn đáp ứng đủ cái nhu cầu của bạn để học hết những năm đại học. Nhưng đối với cái chuyên ngành của bạn học xây dựng đúng không, thì mình nghĩ rằng là sau này nếu như năm 4, năm thứ 5 ấy, thì bạn sẽ là nhận job ngoài rồi, hoặc là bạn sẽ làm những cái tác vụ đồ họa 3D để vẽ, thiết kế SketchUp, 3D Max các thứ ấy. Thì lúc này những cái mẫu máy đời mới như là con Triton 500 này hay là con Legion 5 Pro thì nó sẽ tốt hơn bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ đến câu hỏi tiếp theo của bạn Nhật Bắp 1250. Cho em hỏi, mua chiếc máy này về sử dụng phần mềm để đánh DJ thì có ổn không anh? Dell 7480. Dell 7480 à? Thì con máy này thì sẽ có hai cấu hình. Thứ nhất là i5-6300, thứ hai là i7, 3 cấu hình cơ, i7-6600 và i7-7600U. Nếu như bạn có cái nguồn tài chính nó hạn hẹp ấy, thì bạn hoàn toàn có thể mua cái em Dell 7480 với i7-7600U và RAM 16GB, ổ cứng thì tùy bạn sử dụng, thì hoàn toàn có thể đánh được cái ứng dụng DJ. Nhưng mà để mà đánh tốt ấy, để mà bạn thêm những cái plugin, những cái hiệu ứng nhiều ấy, thì chiếc máy này nó sẽ không đáp ứng được đâu nhá. Và mình khuyến khích rằng là bạn nên mua một con máy đời cao hơn.
Ví dụ như là chiếc Acer Aspire 5 trong khoảng giá dưới 10 triệu hoặc là chiếc 7559 có đề cập đến lúc nãy ấy, thì nó sẽ tốt hơn. Ok. Ở đây có một câu hỏi rất là hay đến từ bạn Vũ Diệp nhá. Con Latitude 7390i5 Gen 8 có chơi được Blockfruit không ạ? i5 Gen 8 với cái tựa game này thì nó không quá nặng nề, và cái tựa game Blockfruit này thì nó cũng nhẹ giống như kiểu Roblox các thứ thôi, thì bạn hoàn toàn có thể chơi được ở cái mức cơ bản thôi. Còn nếu để mà cày ấy 10 tiếng hay 8 tiếng hay 5-6 tiếng một ngày ấy, thì mình nghĩ là không nên nhá. Bạn vẫn có thể chơi cơ bản được. Bạn Tếu Review 89 có câu hỏi là con này với con Slim 5 2023 thì con nào tốt hơn trong tầm giá nhỉ? Legend 5 2023. Cái bản Legend 5 2023 mình cũng đã nhắc ở đầu video rồi, và nó rất là hot trong cái năm vừa qua. Cái bản Legend 5 Slim ấy thì nó cũng hot, nhưng mà nó sẽ thuộc cái phân khúc là cao cấp và mỏng nhẹ. Còn cái phiên bản Legend 5 Pro hoặc là cái bản Legend 5 ấy thì nó sẽ thiên về cái độ cứng cáp hơn. Và nếu như bạn muốn một chiếc máy mỏng nhẹ mà vẫn có cấu hình cao ấy thì cái bản Slim 5 sẽ là sự lựa chọn tốt cho bạn. Còn nếu muốn một chiếc máy build cứng này, bên cạnh đó là cái tản nhiệt nó tốt hơn này, thứ hai nữa là cái cấu hình của nó sẽ mạnh hơn một chút, thì bạn có thể tham khảo cái mẫu Legend 5 nhé. Câu hỏi tiếp theo, bạn Vũ Hải có hỏi là anh tư vấn giúp em cần một con laptop có giá tầm 12 đến 15 triệu, cấu hình máy phục vụ cho việc học tập, đồ họa vừa phải với ra mắt tầm 1-2 năm gần đây được không ạ? Mới ra mắt tầm 1-2 năm gần đây trong cái tầm giá dưới 14 triệu nữa. Ok, thì mình cố gắng thêm khoảng 500 nghìn được không? Thì mình sẽ có cái option đó là Dell Inspiron 5420. Cái mẫu đấy cũng khá là hot và bên mình cũng đã cung cấp ra rất nhiều rồi. Và cái mẫu đấy thì nó đáp ứng tốt cái nhu cầu đồ họa 2D, và bên cạnh đó những ứng dụng văn phòng thì nó đáp ứng thoải mái và có thể nâng cấp được bạn nhé. Còn nếu mà bạn ít tiền hơn ấy, thì có cái mẫu là Acer ZenBook Q409, nó rơi khoảng 14 triệu. Bạn có thể lựa chọn mẫu đấy, cũng có thể đáp ứng được cái nhu cầu của bạn nha. Bạn Game Decoder 168 hỏi là so với G15 5511i7 11800 thì con nào hơn nhỉ? HP Victus 15 2023. Con HP Victus 15 2023 thì nó là thuộc cái phân khúc laptop giá rẻ, và nó sẽ bị bóp cái hiệu năng xuống khi mà chúng ta sẽ chỉ có ở đây là Ryzen 5 7535H này, với lại cái card đồ họa rời cũng chỉ là RTX 2050 4GB mà thôi. Với cái phiên bản là G15 5515 11800H ấy thì nó đã mạnh hơn ở con chip rồi, i7 11800H nó đã mạnh hơn con Ryzen 5 7535H rồi. Và chúng ta còn có card đồ họa rời là ít nhất ở trên cái phiên bản này nó là RTX 3050 hoặc 3050 Ti, thì nó sẽ mạnh hơn khá là nhiều so với cái phiên bản HP Victus 15 2023 đấy. Và dĩ nhiên rồi, giá nó cũng sẽ cao hơn một xíu. Còn nếu như bạn muốn giá tốt hơn thì có thể tham khảo những cái mẫu máy Linux, những mẫu máy 99% thì giá nó cũng ngang ngửa cái bản HP Victus 15 2023 thôi. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Rosie Black 1808. Cho em hỏi máy này chơi game được không ạ? Latitude 7390. Latitude 7390. Thực ra thì cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Có rất nhiều bạn là hỏi mình laptop văn phòng có chơi được game hay không. Mình vẫn không khuyến khích các bạn là chơi game ở trên những chiếc laptop văn phòng, bởi vì là những chiếc laptop văn phòng ấy nó sẽ được cái thiết kế mỏng nhẹ, và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có cái quạt nó cũng rất là bé này, thì cái tản nhiệt nó không thể tốt bằng những chiếc laptop gaming hay là máy chạm được. Đôi khi nhá, mình chơi game ở trên máy chạm nó đang còn bị lag cơ mà, nói gì là những chiếc laptop văn phòng đúng không nào. Và chiếc 7390 này nó cũng không ngoại lệ. Các bạn vẫn có thể chơi được một vài cái tựa game nhẹ nhàng như là đào vàng này, hay là Roblox đế chế các thứ. Còn nếu như chơi những cái game nặng nặng như là PUBG Mobile này, hay là FIFA Live 4 thì máy này nó không đáp ứng được đâu nha. Ok, bạn có thể tham khảo những cái mẫu laptop gaming. Nếu mà có ít tiền thì có thể tham khảo mẫu 7559 mà mình đã nhắc ở đầu video. Còn nếu có tài chính rơi khoảng loanh quanh 15 triệu thì cái mẫu HP Victus 15 này, hay là Lenovo IdeaPad Gaming 3. Ở đây có một câu hỏi của bạn ẩn danh là chỉ chạy file Excel nặng với nhiều tab chrome, pin trâu dưới 14 triệu thì nên mua máy nào ạ? Em nghĩ đến ThinkPad X1 Gen 7 thì có ok không ạ? Cái phiên bản ThinkPad X1 Gen 7 với cái nhu cầu của bạn pin trâu, ok, được. Pin nó dao động khoảng 5 đến 6 tiếng thì mình nghĩ rằng là một chiếc laptop cũ, Linux như vậy nó đã đáp ứng đủ cái nhu cầu của mình rồi. Thì trong cái tầm giá dưới 14 triệu thì ở hiện tại cái phiên bản là
ThinkPad X1 Carbon Gen 7 chúng ta sẽ có Intel Core i7 thế hệ thứ 8 đúng không? Và chúng ta sẽ có là cái thiết kế của nó cũng khá là đẹp nữa và rơi khoảng hơn 11 triệu thôi, thì mình nghĩ rằng là đây cũng sẽ là một cái option lựa chọn nó hợp lý dành cho bạn. Nhưng mình khuyên bạn là nên mua cái option là RAM 16GB nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến câu hỏi cuối cùng nhá. Anh ơi, em mới mua con i3 thế hệ 6 Dell, con này có ổn không anh? i3 thế hệ 6 thì ở thời điểm này thì mình nghĩ rằng là nó khá là yếu rồi, nó không còn ổn nữa. Nếu như với cái nhu cầu cơ bản thôi là xem phim này, lướt web này, hay là làm gõ văn bản một vài cái file Word, Excel các thứ nhẹ nhàng thôi ấy, thì nó vẫn rất là ổn. Còn nếu để làm những file Word nặng ấy, hoặc là mình mở trục tab Chrome ấy, thì lúc này nó đã bắt đầu giật lag rồi. Và mình nghĩ rằng là nếu như bạn có nhu cầu cao hơn thì mình cố gắng đầu tư một con máy khác nha. Còn nếu như xem phim giải trí các thứ thì chiếc máy này nó vẫn rất là ổn. Ok, hết rồi em. Hết rồi. Ồ, nhanh thế à? Ok, và đây là video đầu tiên của series Hỏi Đáp cùng Thịnh Vượng. Và nếu như các bạn có bất kỳ những câu hỏi, băn khoăn, thắc mắc nào khác nữa thì các bạn cũng có thể để lại ý kiến phía dưới phần comment. Mình sẽ tổng hợp lại và giải đáp cho các bạn trong cái tập 2 của series này nhé. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì có thể để lại một like và một share cùng một subscribe để không phải bỏ lỡ những video mới nhất của chúng mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.